đúng vậy anh nhị amai cho bật chặn hè có hai nhung loa chương trình truyền hình tất cả các cô hè nó đã phát thanh truyền hình nữa đúng vậy anh nhị amai cho bật chặn hè cô mà bạn nhìn là cô làm bật chặt lạp hè anh qua giờ tươi bồn đã quạt cô mà anh lược cay có vì để thì vượt cặp hè anh lười tươi lùng pro này bồn đã tạ và tội tươi hè nào lười bồn thì lật ngủ tâm lùng hiện anh cái đít đó toàn cuộc cả nữa coi cô anh tên này hè nổ hè nào lười mà qua giờ tươi bồn đã tâm rằng tạ buồn đã buồn tầm tội tụt lưng chương trình lưng chính sách anh ấy buồn đã tạ và tầm tội tụt rõ tầm bạc bây giờ bây giờ tầm tội tụt rồi ta tăng ca anh buồn đã tạ tầm đúng xù anh buồn bê ta tầm đúng anh lấy cớt càng biết lòng cổ mà để vì đưa tươi bỏ dần anh ấy buồn đưa tươi giọt sở rồi buồn tí lật tầm ngọt cái đít anh ấy cổ mà để dồn đưa tươi vì mà anh địa tủ anh lưu cổ có đây hiện lệ mà để lưng mưa anh khăn nọ lùng hiện cổ để lừa áp đặt từ từ bốn cái sọt tạ bốn cái lật tầm lật cổ ở dân tal tăng cả cái bốn thì phải share phải khâm tầm gặp năng ngọt cái đít ở dưới nữa có hai nhộng mà cái mạng quay đầu trà thì rừng nhộng bị lòng chuyện nghèo đa chiều cũng mà bắt nhìn là cũng làm bắt chết là bar chúng ta hiện nay là dồn vì lật tập bốn nghìn là bỏ hẳn cái đít tập liền mỹ tổ sung chích phần trăm Klet barngin mukolam tikol chita boh siat kidit taplen klet muk mujila song phai song pantam koi ko tin tin he da kuat yen hina le bon pasier tile aboh kidit klet tapol phai song pantam aleng mungin le kolam tupat chita boh kidit tun biko hien me kisah pasier mujit phai mujitikol pantam aleng mungin pon kolam pe chita boh kidit kling sa titan me kisah pasier to mujit lamoy pantam aleng mungin song kolam aboh qua đã tiền nhong của tôi tlo của ma bar nhìn là làm bar chỉ là bar tỷ lệ bỏ ăn xẹt cái đít mà buồn thì là xẹt một chút là mỏi phải tập bỏ chỉ tích còn phần trăm ở lưng tổ mung nhìn tập bắt làm bar chỉ là pè bỏ lật một cô làm kê chỉ là pè bỏ nằm trên tiền tập mà lưng pro này đã cần ta Jenny buồn ta ở vị cất pè bị rằng cô có co lưỡi lăng từ nhà nhà đi từ buồn đặt tạ tầm tụt tụt rọ lưỡi giờ bị lăng vặn bản đòn trần ni niệm đang uy lưng xạ thị trần nhà đi từ buồn đồng pa trò tạ tầm bị lăng nên lạnh đạo chỉ đạo thì pa tụ ban hành nghị kiệt lăng lưỡi đi từ tuần tạ thì pa anh cô đi vô đi từ lim mon nô anh trở vào lim mon cấp uy đảng nhà chính quyền tụ tụt lưng mường mà để vô lưỡi pri buồn đặt tạ tầm lùng rọ nên lạnh đạo chỉ đạo tổ anh đi pipa tổ, pipa chỗ chung bộ từ tuần tạ và tam lưng nổ anh lư địa tam, ta thật vui tam tổ tu lưng phong ban ngành đò hiện mà lại với tôi đò lư tử lì anh lư của tổ tập đoàn anh buồn đã tam ran tạ chùa clong anh nhìn anh buồn từ đồng bạc xe tam cái đít tổ tu thần mường tổ và anh tổ cả đường tạ về khó khăn thì phải nói là đối với chương trình nhằm nghèo bền vững, cái thứ nhất là về mặt kinh phí thì bố trí là bên dồn địa ở lưng chương trình nhằm nghèo bền vững ngọt cái đít tôm cổ của kinh phí này apo pato mà lại về từ nhà và hai vào vốn là cũng mà bán nghìn là cũng làm bát chật là bar có tổ cũng mà bán nghìn là cũng làm bát chật là pè bởi buồn dạy ngân bar có biết lòng anh ý định mực kỳ bòr lòng anh ý bà say đó lưng bàn ngành mà lại về từ về nhà và lại về từ nhà ấy buồn đã tạo phí plì tầm phí rợ này đã cần nọ bè biết lòng xây dựng cơ bản cô cuộc lưng từ công trình nhận tác liệp về phát triển cái đít đòn trần trung ương cô đây lệ với tư buồn đọc bị khẩm bị kinh phí nên chấp phong mặt bằng để vài pro nên chấp phong mặt bằng mà nhẹ tầm cô đây địa nên đâm mưa vào cỏ cây tầm tội thuộc lòng anh bờ tiền biên giới ở lưng việc lật thì coi chít phần trăm có đề mường áp cổ hàng địa thì cuối kling kuman heno anh đề vi pứt đi từ buồn nông pa xe tầm tỷ lệ bỏ hàng cái đít đang hiện lệ mà đền lương cổ anh địa tu để dồn pứt và hệ yên nằm tươi là pali lòi tầm tổ anh ngọt cái đít mọi kling kling nổ anh lư dồn tươi tổ nà rừng vài tươi ngọt cái đít anh nhà cực bẻ anh nơi pa xe bị khâm ở bươi nông tươi cái đít mà lệ với tươi lưu lăng đang à lệ có vẻ bộ mà đề lệ với tươi vi khâm tầm tổ có thể khăn ta tạ và thì quê dân đang nè của đây lưới địa tu tầm tổ tổ anh ấy buồn đã tạ bị rong nà rò tầm nọ anh nhà chiêm phân nàn
nè qua bờ hà mỏ hồ thị người tại vì là đèn bật lên mồi xã Trung Sơn hiện là lệ dân ấy bỏ ra bờ hà mỏ cô hiền ở nhà trường từ cơ quan đơn vị mà qua tôi đã dọn tầm cỡ ở dân bờ hà mỏ mới buôn tôi đúng rồi anh ấy cô mà có tên anh ấy dọn cô tầm mẹ phải tôi vài hai cỡ mà để lệ cho tôi buôn đúng phá rùi tầm cỡ bạc kinh tế anh mỏ ở lưng lưng tôi bà dân đang nè cô đây lại với tôi buôn tụ cô tiệc thân nạ dân ấy buôn thật tạ vì là đèn bật lên có đề vài về là anh lưu đoàn tụ phân nền lưu rô để tươi biện lệ với khăm của tiệc tàn hành tạo tạo tổ tù bộ thâm bạ anh nhàn đời địa tù đã xã Trung Sơn anh tông đầy nhà hiện anh lệ anh tông bộ bên đây mà lệ buồn mà prạ rằng coi cho hà lang anh lệ mà lệ buồn bên đây cái cô vi mà lệ buồn hà lang anh lệ buồn prạ prạ rằng cô mà tại đông su là ai à mang rằng cô à cháu dừng là rằng cô mẹ tạm tất bồn nào tới đúng á chứ là ai rằng cô bồn nào cứ chị làm chị là lấy chăm ta tạ rằng cô là chị lắm mà cái gì vi hồi bồn tồn tớ đúng về lần tổ áp bạc nó hiện là lệ tổ bạc xã Trung Sơn nhà Hùng Vân cô đẹp biết ơn cô thì quê dân cô đến nào tôi lại buồn của ta thân à giờ này buồn của ta tạ bar nô hơn lửa để vài vi từ mẹ nè cô ta ra thì quê dân nên ăn đừng có tiếc nè mà cả cách ra dân tự có tiếc ở nhà vi bơi đi tươi tổ tu trưng cỏ đã sọ coi cô thì quê dân cô để thu mua thì lưng bàn địa tu cái lùng tọa thâm bạ ít tiếng ngô mỗi nó họ bảo dân đang nè cô niệm vi lại vì thế tổ một con làm xung chít mặt vuông của tiệc ròn của tiệc tổ tổ trưng cỏ cỏ của đầy bướt của tiệc bùn nàn ở nhà của tiệc ăn lèn lại vì ở bắt ngọt địa tủ đời đồng của bẹo tại lưng của tiệc của mòn này nổ vách lưng ở bao dần anh ăn lưỡi từ in tạ ta mè lùng pro anh tạ kinh tế à bỏ ở dưới buồn từ thì lật ngọt cái điệp anh này cổ pro anh nè gọi để ở vì pư từ ta bỏ lật cổ yên bình vì từ rừng nhà nhà để từ buồn tạ lại xã hứa là nói là bên gia đình đi lên là kỹ thuật nghe vì họ cho xã đó ư à bỏ hôm nay buồn đã tạ cơ ư nên tiết lật ngọt cái điệt của đây viết đây từ người bỏ bẹ cọ đung sù à bỏ cái đây tuôn tạ giờ đây buồn từ tiết lật tầm cái điệt mà tôn nè của đây lấy hôm để vì mà ra mà đung này ăn nè của đây đung đã ama y đã giòn mà tôn nè qua cả ba đã bỏ ăn ăn bỏ qua ba trái nhau bỏ cửa vậy hoa xuôi có phải cái à mọi hồ thị bịp mà qua cho tôi buồn đã tạ tầm làm đúng ngân cắt cắt đăng tà lăng của tiệc đã ia am đã giòn còn nè hát cho tôi ở đây buồn đã phân hộ đúng ngân ạt tầm tổ lên mọc của mò của tiệc anh ra tạ lệ với khăm vốn mà lệ bốn bởi mà là nơi ính bồn này tôi đã tư lật ngọt kỳ điệt đã bỏ hà mọ bịp của đây lệ với tôi buồn chàm tổ nông mò ân lửa tầm tôi buồn tạ thôn A Đen 1 đến thời điểm hiện tại có là 101 hộ nghèo trong giai đoạn 2020 đến 2025. Vì là đến bật lên mồi tổn nè, cô đề vi dồn một cô làm cái mồi bỏ hẳn kỳ điệt. Tên hê nổ, lưng trần cơ bụi đảng chính kiến mà qua gia tươi buồn nộp kỳ sổ đồng tạ. Lưng kết định, vừa rợ kết định, một nghìn tập bọt cô làm chữ tế kè, kết định tế kè chịt, lần kết định ba chữ tế còn. Hoa anh cô, lưng chương trình ở nơi buôn hê tươi đồng tạ, tầm vừa rợ ân, y bỏ tạ, tầm đúng ở nơi ạt, ở nhà lưng nôn cần nọ. Cô mà bắt nhìn là cô làm bắt chết là bè, cô vì bắt chết tôi bỏ là bỏ. Ở nơi đó ta cực ư, nên tôi lật cái điệt. Màn lưu cái hình cổ, anh có đây ta phải bên cưng chương trình, anh ta bỏ kinh tế ấn. Tôn bị quyết định, bè cô làm xong chết là bè, quy đề TTG, anh em chết là xong cái xe bè, cô mà bắt nhìn là cô làm bắt chết là bà, đó là tương chính phủ. Ở lại, cô đây mọi cưng, Paul chỉ là buồn hiện ẩn cái điệp nào cả nước lọc có mà bắt nhìn là có làm bắt chỉ là mồi bắt nhìn là có làm bắt chỉ là sồn. Giờ này buồn thì đồng tạ chương trình như này phải share bị khâm ngọt cái điệp lọc có mà bắt nhìn là có làm bắt chỉ là mồi bắt nhìn là có làm bắt chỉ là sồn. Hiện nay lại đã quạt tổ thủ pe nổ ẩn lười buồn đã tặng cô. Quay tạ vai pro tham bạ là từ quê dân ẩn lười buồn pro tham bạ này tạ.
ipor dung ne at ada ban kidit ipor bising ke idong ta klung remai pro an vikerpe dang meung klung dang klung ma nda kuma barngin le kolam bacilape alai mako le tu da ta pasai pa hok ada klat mungin le kolam pe chit na tikuai alim ko hien me ke jota alu prata tu to tu tin sat an tin jung ipor da tikuai jan an ne putata to tu nek ngoai tikuai an ta tam to tu klung khu chi chot kung nghiệp klung nya thung tia tin ada tikuai nda ba an kidit aba anu in kidit ni ti pang ko de jol tu ipor tam tikuai jan ne paruh tam pro tam pa nong lam ngư nghiệp. Hiện nay chúng tôi phấn đấu tập trung một số những cái chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra như phát triển kinh tế xã hội. Xã đề cái cho chúng ta tâm tổ lý mọi tư cả nuột ân nghị quyết đã quạt tạ. Bởi rõ này tạ phát kinh tế xã hội và xe ra bọn kỳ điệt. Ý phát tạ đúng xuân là cất càn. Thế cả anh cổ của đề viên tế bỏ rộng đó cưng trần. Xã đề ơn tư quê dân. Ý chung kỳ chọc tạ. Yên vì bốn giọt sở. Công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Kim thì tiếng ban chỉ đạo xã Hồng Kim cũng đã vận động lưng chương trình nhận tập hợp đã dân buôn từ Pasir cái điệt đang xã Hồng Kim của tập tăng ca ai buôn đồng Parui vi cờpè chúng ca tăng chính trị ở chung một tạ anh nhà vi nào để thì buôn đã thi rình nhong thì quê dân của ai vi nằm làm anh vi để thì buôn đã bỏ để peta đung xuân để cất can mà đi rồi bỏ ở vi pro anh ta ai buôn thì super tâm tổ pro tâm pạ đã có anh lê tập hợp từ đã lưng ở bao dân đang mường vi tập rồi cất cô tập tăng ca ai buôn thì lật tâm ngọt cái điệt anh ấy cô mà để lưu đi từ buồn đã hôm cô xã cô để dồn đi từ đang tụ lệ về từ khăm bị cô tẹt tan à anh ấy buồn tạ thì cô dân anh vi pran mà lệ về từ buồn pro anh ấy tạ coi cô ngọ để ở vi đi từ lòng phân nộ anh lừa cay lật cô hả đệ tôi từ loại của mà 3000 cô làm bar chỉ là pè chúng ta đã điểm đánh giá anh ấy tuân bị tổ chức quy định đang kết định thổ phê chất tụ phạt. Cũng mà bản nghìn là có làm bản chất là mọi quy đề TTG ngay một chất là phê cái xem chất là bản cũng mà bản nghìn là có làm bản chất là mọi đã thủ tướng chính phủ. Biện thiêu chí y bôn xác định tầm hiền ân kỳ địt xã lưu địa tủ tổ toàn vùng bãi ngang ven biển ở nhà hải đảo có là có mà bản nghìn là có làm bản chất là mọi bản nghìn là có làm bản chất là sống đó hiền là lệ của lệ vi dư tươi phê chất là quan điểm của đề vi đã rừng hồi bôn đã thiết lật tầm tổ tổ mại ân ngọt kỳ địt địa tủ. Yên ni bon la tila tam to tur mai an ngot kidit ko hien ale de jol te kling no ko an ko ta ko ko hien dong ni rchung ta perchung ni tui anya pro ne ta ma de alu vi krpe te aval trung da kling chung trinh mục tiêu quốc gia pa so kling tam doanh nghiệp ni đầu tư e ta tur voi tam to ni đầu tư to kling no ani bon pa rư tam nông nghiệp an chan nông nghiệp hữu cơ alim ko he dong tam kanuat ai bon pa chat kidit buồn tham mọt tầm tổ tu lòng anh lư xét tươi buồn đã xét tầm tổ anh thi đua anh đã cưng cấp ủy chính quyền cưng tập chính trị xã hội đang hiện anh nhà thì quên đồng plo pro anh kiểm tra anh thi đứng nhong anh lư cất xét để tươi buồn tạ tầm cung pro anh lư bắt để tươi tổ pro anh lư nị vì để tươi buồn đã khăn nợ tầm tổ anh sơ kết anh nhà buồn để tươi được chạm tầm anh diện để buồn bắt ra anh nhà để tươi buồn ở chỗ ở ươn đã cưng cơ quan tổ chức tầm nợ thi quê ân lưu vi cà phê từ tổ tổ pro anh ấy buồn đồng tạ để phát triển cái khâm tầm ngọt cái đi tại vì nước đúng về anh như ama do bật chẳng hề tên này nổ vì cho từ lim mò mường là hiện là lệ anh lưu vi pưa để từ buồn cái cho tạ tầm đò cái buổi đảng chính quyền cùng pro anh ấy buồn để từ lãnh đạo chỉ đạo tầm tổ tổ cưng nổ pro tập bạ này bộ đào tạ mình lương cô nhìn thấy bộ này thì đồng tiền lật tầm ngọt cái đệt ẩn địa tủ bộn giọt sơn tươi là từ quê dần tập tất cả bộ bát sơn tầm ngọt cái đệt thìn tầm chỗ tủ bát thật mỏng như nữa ẩn lư ruộng cô tổ tổ xã ông bác mọi cùng chích xã biên giới đào hiên là lẽ như nữa cô hay nhung mặc mặn á clung kuman na heno sang pak ma kwa yete da ka chota tu tu clung ching ring de an ne parih kin te nam meung pira ani bon parih tam ramai pe ani kai mo e tiam kra ban tam kan e ta parih tam te terlong ani tiam buat lang ani parih tam lang long ani cha ko lai kan bon nghiep na hena le
A nhà cán bộ đảng viên đảng xã để lưu bắt tạt để tươi bồn đồng phí phá xảy và chỗ tới quê dân để tùn tạ tầm tổ tục lưng rõ mại bỏ tâm phạ và nhân bồn để tươi ở lưu bắt tạt để bồn đã tạ phá rực kinh tế. Thì ngay từ đầu nhiệm kỳ đảng ủy đã có nghị quyết liên quan đến xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đây là tề ngành tụp nhiệm kỳ đảng ủy mặc qua đây từ vì nghị quyết anh tắc lẹp từ tổ nên ta buồn nông thôn anh mẹ nhà bà sẽ bị khâm ngọt kỳ đít đảng ủy đã quạt nè có đây tiệp rọ lửa nhắn non đây từ buồn đặt bàn tạ tầm cái lùng nhiệm kỳ xã mặc qua đây từ buồn đặt tạ vài đề án tập trung tầm lưng hà vạn anh rừng đã lưng chương trình mục tiêu quốc gia về rợ chương trình nhà bà sẽ bị khâm ngọt kỳ đít chương trình mọi tập pol mọi thế kia anh lưng này đã hôm có tổ anh nhớ trung tạ mới lừa bắt tạ đây từ đặt quê dần là gì nữa. Nè cơ mà kinh tế đó ăn cưng nghe nổ của bốn đồng tạ đó chạy hồ văn vư tại về ra lọc cá sọc xã ông bạc khi nào lại bốn này thì đồng đời tập tạ nà ăn đang trọt đùng à chạy bốn này thì đọ tạ tầm cọ giờ này bốn đồng rồi tầm trôi tạ cọ à chạy để bốn đồng tập ra này thì ăn này bốn đồng chiêm phân nản tầm bị cào ăn lựa o chèn coi cô trôi tạ đã chạy mà đây lư vì bướt rử à chạy mà đã hai tia đồng chiêm tầm cọ ban tham cảnh lưng tơ có tiệc anh đã sọ anh cổ đằng kẹ đùng mà đây nhạ để tươi à chạy buồn đập bị tầm tơ lòng này chém bụi có lư cấm mỏng anh nhạ cái cho tạ tầm tổ tục lưng nục pro vai tè pè cổ bàn này hên nổ tơ cũng mỏ có đôi vi tơ rồi tầm tè bên này chém là chạy mà bơ bự tơ tươi anh nhạ để tiệc mà bỏ cái đít mà lưng hà chai hồ văn vừa có qua cho TV hiện xã mọi lưng lưng từ đơn vị cân nọ bỏ ra dân đi buôn từ đồng bà rước kinh tế dân đã bưởi trong nhọp làm mà đã lưng tràn lưng đơn vị anh đã bỏ qua ba hà chai vừa mà đi lưu bắt tạt từ y tạ trà y buôn tí lật địa tù tôn tộp của mà bắt nhìn là có làm bắt chật lạp bè à ba hà chai hồ văn vừa mà qua cho từ y buôn đã tạ y buôn đã cá lừa buôn tí lật tạm mà bỏ ngọt cái đít trước đây cũng báo cáo với anh là trước đây cũng bên đảng nhà nước cũng có giúp đỡ hỗ trợ khi mà bữa nó con hoa suối của vi đảng ủy vi xã buôn đã bỏ tầm đông nó bắt to để dồn để địa tủ coi cô anh vi từ một phần mỏ cái con nó buôn học hành ở bắt to có đây cái cho tạ tầm tổ tụ tâm nó thật bè để chém phần nản giờ này buôn tiền lật tầm ngọt cái điệt đang sao ông bạc ta lại ngày để vì để lưng mà anh lừa rồi từ buồn đã tự lật tầm ngọt cái đít bờ a chai hồ văn vừa đã cô hỏi dân nổ anh lừa để từ buồn đã hôm tầm lưng anh ple từ buồn đã tạ đã chương trình nhà này phải share phải cầm tầm ngọt cái đít đang sạm bạc thì quê dân đang nè mà đây nhà để từ buồn đã thì tập lon mần hồi ý buồn để từ đã tạ vài tầm mà mẹ kinh tế lùng anh vì từ ta bỏ tầm tổ tập tầm bạc tất cả anh cô thì quê dân có đây cha mới từ parui tầm tổ tập rằng anh vì đã có tất tần nè anh lừng lưng anh nổ tầm nổ nị đăng cổ ý buồn tâm tươi bà được kinh tế đã tỏ đi tiệ to đã tạ bồm ý buồn đã quạt tâm tội tốt phụ đoạn này tạ phân đầy tâm mãi này bà được kinh tế ý buồn này tươi đã tạ rồi mà ăn hồi ở dân ý buồn này tươi đồng tạ bì bờ tâm tội tốt mãi phụ đoạn thâm phạm lưng ở bà dân tội tốt sang bạc bỏ cho tươi buồn giọt sờr a pè của y hai mươi năm anh buồn tư lật ngọt cái đít mà đi rồi lại phải sát bây giờ thầm tội tốt rồi lùng bọt thầm bạ nô ăn hồi ăn hoa suối có đề lư địa địa tủ lưng thì quên ạt đằng nè mình thoát nghèo được là mình có một số vốn rồi bị đợt vừa rồi là thằng cu tao buồn tư lật địa tủ ngọt cái đít cô có to mà vì tư em bị em mà tự rồi à dạ. Tên cô, anh to mà bọn đã tạo phí bởi tâm mạng bọn thâm bạc vì tâm sở tự rồi bị lử bị kinh tế. Coi cô, cầm phải cả dỗ to để hồi để tư bọn đã chăm tâm mà đã cài con học hành. Tình hình này thì tỷ lệ giảm nghèo của xã từ đầu năm 2022 là từ 71% của nghèo. Tốn nè, tỷ lệ anh xe kỷ địch nó xã năm cũng mà 3.000 là cũng làm bà chết là bà có tập bọn chết là 10% mà bỏ. Cô tốn tốp cũng mà 3.000 là cũng làm bà chết là bè. Chiar nang puan chit la pe pantram. Ida kana
tổn thiệt của mà bà nhìn là có làm bà là bè, năng lật bè chết phần trăm mà bỏ. Bà thân mong, anh nhà anh thật rồi nó thì quê dân, mà đây vì thịnh là gì. Hơn nè, ý tính ta lì tăng nạ thì quê, mà mẹ tổ bè chết triệu đồng là gì. Lung tăng là phải sẵn kỳ đít là sẵn bạc. Ấn lươi bọn đá hôm tổng thuộc tổng bạc tổng bạc. Ấn lươi rồi từ là cán bộ đảng viên. Thì quê này đã bùm, đã đùng vèn. À phê đây dồn vai thì quê này đồng plô của lung bạc tổng bạc. Ấn này bà rực kinh tế à bỏ. Ở chung bà chỗ thì quê ta đùng vèn. Đã hẹn tạ. Ấn tạ bắn đầy tổng thuộc tổng mạng này tạ chàng. Lưng thì quê này yếp với tươi nơi mà làm nơi tổng. Mà đây dồn đi tươi vi nộp bạc. Để lươi đi tươi bọn đá tạ. À dân thì quê của lung đùng vèn mà tôn tạ soi. Nè, có mẹ này chăm bản năng hữu cơ, đòi đảng viên cán bộ hữu trí Lê Minh Rói. Tên vi tư bộ đại sẵn tập tội thôn mại nơi chung rồi à lịch hữu cơ, đòi bỏ ở lưng tập đoàn quê lầm. Quê vọ rõi mà đá đầy tươi bộ đọc tạ cử ư tùn tạ. Lưng tư cuối có đầy khla, có mẹ nè, có đầy lưu tâm mẹ, trợn cổ mày vọ rõi đầy đồng tạ gì nữa. Mình thấy vợ tôi thì còn sức khỏe mình còn tốt, thì mình có chút ít để cống hiến. Thứ nhất là có kinh tế, gia đình được thu nhập, thứ hai làm một gương sáng cho bà con để học tập. Châu hư quá vậy, mà tôi dồn pran cổ của đây dồn lại tạ, ở lên mòn bệnh. Tôi tạ kinh tế, dân ở vị tật rồi, ở đó bỏ. Ở lưng thì quê đung về làm con nị, chứ tôi buồn tùn xoay tạ. Lưng vị thì buồn tạ thầm tội tổng bạc thầm bạc, có tò mà vị thì buồn phải bệnh thầm tội tổng bạc huồn. Tôi tổng mà lại tạ. Cô tôi quay dần mà lại với tình người ta cầm mạng. Bợ tò của đảng viên và anh gọi tạ ở lưu rổ ở nước. Cô lưu bất tạ đầy tư buồn đó khi xót tạ. Đó lưng á bỏ địa tù. Mân lưng cổ của tổ ở lưu rổ đầy tư đó cán bộ đảng viên. Tổ nếu chúng tạ ở bà chỗ tầm vi tư cơ bẻ. Đó lưng cơ quan đơn vị. Cô có bốn đầy tư đọt tạ vài tầm tơ rừng ấn lữ bình đọt sáng bạc môn tụ ấn đi tia môi xạ biên giới ấn đò hiền ăn lưỡi tê kẹ ấn cổ ấn lưng ấn lưu bất tạ buồn đồng tạ buồn đọt tầm răn đầu tư nó tỉnh hiền sáng bạc mà đọt quạt tầm tê ca nuột ấn plì chuẩn nông thôn ấn tầm mè à xuôi tộ nó cũng mà bàn nghìn là có làm bạc chỉ là sồng ấn ai cổ cái pe ấn cổ cô đây vô pe dùng lần ấn lưng ấn lữ đền cọ ấn lưu bất tạ buồn đồng tạ bế bình lật ấn cổ khỏi dưới nữa. Liên quan đến khó khăn thì thứ nhất là nguồn lực đầu tư, nhu cầu nguồn lực đầu tư là rất lớn, không có khả năng kinh phí. Vì bản địa tù, tôm cổ có vào bản tử rừng, cái nình anh ấy bồn ở vì tại bản tử rừng cổ, để lưu bượt, lân kinh phí mà đà rừng cổ tươi. Bà rừng cổ lưng tiêu trị này xây dựng nông thôn tâm mẹ, anh ta khai từ tổ tụ tật rồi, à bọn kỳ điệt, có đề thiện xã anh địa tù, và anh cọ đều lưu bật tạ đầy tư bồn nông thôn bản tạ nữa. Sông bạc của qua vì lưng người tuyên nổ, anh ấy chọc tạ, giờ đây buồn người tuyên đồng phá rước kinh tế ở bò hạ bè, phá sợ phá dòng tờ rồi, thìn tổ tổ phá tờ mỏng. Tờ thân cả, ai buồn phá xe rồi ngọt kỳ đít. Anh ấy cô, thì cô dân để dô lưu tươi tạ thầm tổ phá rước, anh ta lại thật lòi. Ý dô hãy buồn vài tươi tổ phá rước, nếu buồn rồi chung tạ mà bỏ. Dân ở vì các bè kinh tế, lật cô. Tế lệ bọn kỳ đít, anh đã xạ. Tổ tù tờ lọ của mà bà nghìn lại có làm bạc chất là bè, để dô là dòng. Coi cô. Anh ăn vi đi tươi lên mò tiền tụ lưu rổ. Mà sao ông bạc, có đầy dồn lưng địa tù, đừng có ai bồn tỷ lật. Mường này đầy dồn lưu tươi bờ dồn diện, ở lưng lưng mường ăn cân nọ. Ấn lưng cổ, có tổ lưng xã ăn biên giới, xã ăn dông trổ. Coi cô, ở lưng hên à lưỡi, có đầy lưu bất tạ đầy tươi bồn đồng đỏ tâm rằn, đỏ tịnh, đỏ trung ương. Diện bất tạ đầy tươi bồn đồng tạ tâm tổ tổ lưng nổ, ấn vi cửa bè. Để hỗ trợ mà cho chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện A Lưới phát triển một cách toàn diện. Và thứ nhất là các cấp các ngành cần có những cái hướng dẫn. Dân này vẫn bỏ ra chương trình anh ấy phải xét cái đít là huyện A Lưới vì các bè quân tộp lưng tràn lưng ngành có để ở lưu bất tật ở tươi bốn đồng phía bà xài ở nhà dân hiện mấy bốn đồng tạ thật lì bà
của tổ nẹp bộ kinh phi mà nhà ở nơi buồn đồn tạ ân lương của tổ chương trình ở nơi bỏ đúng nơi ạt có kinh phi của mà bà nghìn là có làm bà chất là bà ân nơi đã bỏ nhẹ bè có ai buồn nơi tươi đã tâm rằng ở chung bàn tôi đã khả nọt nghị kiến chất là mọi nọt tỉnh ủy dân ế tạ em mò o lưỡi mà buồn tư lật kỳ địt bà trò ta mọt tâm khả nọt ai buồn đã tạ buồn tỉnh cho thân hệ buồn vài thân phố trực thuộc trung ương. Nước nọt lưu lăng ân đọc rõ nếp xe kỳ địt ý thức lật địa tù hùng cổ có lẽ với buồn năm năm lật ở từ tổ tập quản cái cho tạ buồn kinh tế đó bỏ hạp bè đó cô ủ kỳ lập đầy tầm tổ tù bởi nghỉ tổ tổ mại ân nê tạ vai tầm tổ tù tổ nọt thật bệt bởi nà nền chiếng bỏ tầm bạ ân nê tạ buồn tầm tệ tầm tên tên cổ hô tạ vai tầm pran tầm khir ở đó kinh tế à bỏ ân lưng cổ ý tạ vai tầm bệt lòng ân tử vôi dân tư quê dân mà bắt tạ đầy tư ý buồn đồng tạ tầm tổ tù bỏ tầm bạ đó cô hát dâm bản ân hiện á lưỡi ân ý buồn đồng tạ ý buồn đồng phi tổ vì bây giờ anh có nhà ai buồn ngủ lùng danh sạch đó hiện anh cái điệt toàn cuộc có lợi bên năng dồn tổ ở lên mỏ nữa ở lưng hiện là lệ ở dưới nữa đúng vậy anh nghĩ mà cho bật chẳng hề anh đã cho lưu lưng nộp anh địa tục mà ấn lương cô có để cho mấy thứ bị lòng này buồn thứ lật địa tù buồn giọt sờ ở lửa bắt tắt rồ bây giờ ở mạng đó hồ vân vư đó lê minh rồi ấn này tôi cũng đầy ở nhà chúng ta nó xã hông bạc ấn này buồn đó tôi cũng bọn cô có để ở mạng lửa rồ từ dân cương mương ấn khăn nọ đó hiện là lửa mà bộ ấy từ buồn đó ta rừng cái chỗ chúng ta ở dân ấy buồn ấy từ đồng tạ bộ ấy buồn tạ buồn phí phí tầm bây giờ khăn nọt ấy buồn đó quạt lưng cô bộ ấn lương cô quấy buồn đó tạ ý mò dân ý buồn nội tiệt lật từ tổ tù danh sạch ấn hiện cái địt là toàn cuộc ta bỏ ra từ một pin ở lưng chúng ta nó từ thiên hệ ấn ý buồn nội từ đã pri tập căn đoạt buồn vài đã thành phố trực thuộc trung ương mà dân nữa chương trình truyền hình tất cả bao cọc hè tốt nè khó ăn tiệt dân nữa hè lợi ơn bập bênh nhong ta tua lên nhong lã ở bên nữa.